Son Ye-jin vô tình để lộ hình ảnh quý tử đầu lòng, diện mạo được dự đoán ăn đứt bố tài tử. Son Ye-jin và Hyo-bin đón con trai đầu lòng vào tháng 11 năm 2022, tuy nhiên cả hai chưa từng tiết lộ diện mạo của con trai đầu lòng. Cho đến mới đây, bức ảnh được cho là con trai của cặp đôi đã lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Năm 2022, siêu đám cưới của Son Ye-jin và Hyo-bin được tổ chức thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông cũng như người hâm mộ. Đến tháng 11 năm 2022, cặp đôi đón quý tử đầu lòng chào đời. Thời điểm đó, ai cũng háo hức mong chờ sự xuất hiện của nhóc tì nhà cặp đôi đẹp nhất làng giải trí Hàn Quốc. Cho đến nay, Son Ye-jin chỉ chia sẻ duy nhất hình ảnh bàn chân của con trai lên trang cá nhân và không công khai thêm. Tuy nhiên mới đây, một hình ảnh được cho là con trai của cặp đôi đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Đáng chú ý, hình ảnh này lại do chính bà xã Hyo-bin tiết lộ xuất hiện tại sân bay Incheon hôm 8 tháng 7. Sau khi hoàn thành lịch trình tại Pháp, Son Ye-jin được người hâm mộ, truyền thông săn đón. Nữ diễn viên lựa chọn trang phục đơn giản, đội mũ và đeo khẩu trang. Đây là hoạt động nước ngoài đầu tiên của nữ diễn viên hạ cánh nơi Anh sau khi sinh. Khi đó, những người hâm mộ tinh mắt đã nhanh chóng soi ra màn hình điện thoại của nữ diễn viên để ảnh một bé trai được cho rằng chính là quý tử đầu lòng. Đây cũng là một trong những việc làm của các ông bố và bà mẹ thể hiện sự yêu thương và nghiện con. Dù chất lượng ảnh không cao, nhưng có vẻ đây là hình ảnh con trai của Son Ye-jin và Hyo-bin với khuôn mặt mũm mĩm đáng yêu. Dù chất lượng ảnh thấp, nhưng gương mặt mũm mĩm đáng yêu của em bé đã thu hút sự chú ý lớn. Trước đó, trong chương trình Entertainment Live của đài KBS 2, Hyo-bin tiết lộ về con trai, em bé dường như được thừa hưởng một chút từ cả bố và mẹ. Tôi nghe nói rằng ngoại hình của em bé sẽ thay đổi rất nhiều khi chúng lớn lên, vì vậy tôi không chắc nó sẽ giống tôi hay giống mẹ của chúng hơn. Hyo-bin và Son Ye-jin nên duyên từ siêu phẩm đình đám Hạ cánh nơi Anh. Sau 2 năm hẹn hò, họ chính thức về chung một nhà sau đám cưới hoành tráng hồi tháng 3 năm 2022 tại Seoul. Họ công khai mối quan hệ sau 8 tháng hẹn hò bí mật hồi tháng 1 năm 2021. Chuyện tình của cặp sao nhận được sự quan tâm đặc biệt và lời chúc phúc của người hâm mộ trên khắp châu Á. Son Ye-jin sinh năm 1982, cô là một trong những diễn viên 8X nổi danh của làng giải trí K-biz với nhiều vai diễn qua các tác phẩm phim Hương mùa hè, Cổ điển, Tuyết tháng 4 và Em sẽ đến, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi. Son Ye-jin còn được khán giả yêu mến gọi bằng cái tên tình đầu quốc dân với vẻ đẹp mong manh, nhẹ nhàng, thanh tú. Gia nhập làng giải trí 24 năm, Ye-jin giữ vị trí minh tinh hàng đầu, các series phim truyền hình của cô vào khoảng 100 triệu won, hơn 1,8 tỷ đồng mỗi tập. Thu nhập của cô còn đến từ hợp đồng quảng cáo mỹ phẩm, thời trang. Kể từ khi sinh con, có thể thấy Son Ye-jin sau sinh vẫn giữ cho mình thói quen ăn uống lành mạnh, đầy đủ chất dinh dưỡng. Thói quen tốt này đã giúp cô nàng luôn giữ được sắc vóc đẹp chuẩn cùng làn da căng tràn sức sống. Dẫu vậy, nữ diễn viên cũng vô tình để lộ sự bận rộn của mình. Có thể thấy Son Ye-jin không có nhiều thời gian để lên mạng xã hội. Thay vào đó, phần lớn thời gian cô dành cho việc ở bên và chăm sóc cho quý tử vừa chào đời. Về việc trở lại màn ảnh cách đây không lâu, công ty quản lý SM Team cũng cho biết nữ diễn viên đang cân nhắc ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình cho lần tái xuất hậu sinh con. Son Ye-jin hiện đang xem xét tác phẩm tiếp theo, không có giới hạn, đó là phim truyền hình hay phim điện ảnh. Về phía Hyo-bin, anh vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật sau khi lập gia đình. Trong một số lần xuất hiện trước truyền thông và khán giả, nam diễn viên cũng không quên nhắc đến bà xã với tâm trạng đầy hạnh phúc.